đã đến với kênh YouTube của Alphard Computer. Đây là Alphard News, nơi cập nhật những tin tức công nghệ mới nhất, nhanh nhất, hot nhất và được lên sóng vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Và ngay bây giờ, hãy cùng mình khám phá những tin tức công nghệ hot nhất trong tuần vừa rồi nhé. PCIe 4.0 sẽ xuất hiện trên các bo mạch chủ tầm trung của AMD. AMD xác nhận thế hệ Gen 3 sẽ ra mắt vào cuối năm nay. GPU thế hệ mới của NVIDIA sẽ sử dụng thiết kế module. Acer cho ra mắt bộ đôi màn hình Predator có tần số quét lên đến 240Hz. Intel Core i5-10400 lộ hình ảnh thực tế đầu tiên. Tin đồn Intel có thể ra mắt CPU sử dụng kiến trúc Big Little giống ARM. Intel khả năng sẽ hợp tác với TSMC để sản xuất GPU Xe. Call of Duty Warzone nhanh chóng đạt đến 6 triệu người chơi chỉ sau 24 giờ. PCIe 4.0 có thể sẽ trở thành một quân bài chiến lược trong việc cạnh tranh với thị phần đối thủ. Mới đây thì tấm hình đầu tiên của bo mạch chủ chipset B550 đã xuất hiện trên mạng. Bo mạch chủ sử dụng socket AM4 có kích thước micro ATX, được trang bị hai khe X16 PCIe 4.0 và một khe X1, hai khe RAM DDR4, 4 cổng SATA cùng với một khe cắm M2 PCIe 4.0. Sự xuất hiện của bo mạch chủ B550 hứa hẹn sẽ giúp những dàn máy Ryzen 3000 sẽ có giá mềm hơn so với việc build một dàn với bo mạch chủ X570 như hiện nay. AMD công bố lộ trình Gen 3 sẽ được ra mắt vào cuối năm 2020 dựa trên tiến trình 7 nanomet. Theo báo cáo của DigiTimes, thì NVIDIA sẽ là một trong ba khách hàng chính sử dụng công nghệ đóng gói chip on wafer on substrate của TSMC trong năm nay. Đây là một công nghệ đóng gói 2.5D cho phép tích hợp nhiều chip LED trên cùng một interposer. Công nghệ này sẽ mang đến những lợi ích như là kích thước chip sẽ nhỏ hơn, băng thông rộng hơn và tiết kiệm điện hơn. Mặt khác là vì công nghệ này có chi phí khá cao nên sẽ không xuất hiện trong các dòng card màn hình phổ thông. Thay vào đó thì NVIDIA sẽ tiếp tục dùng công nghệ này cho các dòng card Quadro, Tesla. Tuy nhiên thì hiện tại vẫn chưa có thông tin xác nhận là GPU thế hệ mới của NVIDIA sẽ sử dụng thiết kế multi-chip module. Bộ đôi màn hình mới của Acer Predator sẽ sử dụng tấm nền IPS có tần số quét lên đến 240Hz và sử dụng tấm nền IPS có độ phân giải Full HD, độ trễ chỉ 1mS và đạt tiêu chuẩn chất lượng cao về khả năng hiển thị. Theo những thông tin bị rò rỉ trên mạng thì có vẻ như chúng ta đã thấy những cái nhìn đầu tiên về CPU Intel Core i5-10400. Mặc dù là khả năng mẫu CPU vẫn được sản xuất trên tiến trình 14 nanomet, tuy nhiên thì Intel đã đem đến high threading cho dòng Core i5, xu nghiệp được dự đoán là từ 2.9GHz và tối đa có thể đạt được là 4.3GHz. Kiến trúc hai cụm nhân bao gồm một cụm hiệu năng cao và một cụm hiệu năng trung bình, chúng ta có thể thấy trên các con chip trên di động của ARM. Tuy nhiên thì có vẻ như Intel đang muốn mang kiến trúc này xuống các dòng desktop với tên gọi là hybrid. Phía Intel cũng đã xác nhận tiến trình 10 nanomet của họ không được như mong đợi. Nếu như những động thái này là thật, thì có vẻ như là Intel sẽ dồn tổng lực cho 7 nanomet để lấy lại vị trí đứng đầu. Việc Intel gặp rắc rối với tiến trình 10 nanomet của họ, chúng ta đã không còn lạ gì. Cùng với đó là việc Intel cũng đã đang chuẩn bị cho sự ra mắt của GPU rời đầu tiên của hãng, dựa trên tiến trình 10 nanomet cộng. Tuy nhiên thì về lâu về dài, có lẽ là Intel sẽ phải dựa vào một bên thứ ba để sản xuất hộ. Cụ thể ở đây là TSMC và Samsung để đảm bảo cho việc nhà máy của Intel có thể sản xuất đủ CPU 10 nanomet. Trên trang Twitter chính thức của đội ngũ làm game Call of Duty đã tự hào công bố game đạt đến 6 triệu người chơi chỉ trong 24 giờ đầu ra mắt. Apex Legends cũng chỉ đạt 2,5 triệu người chơi trong 24 giờ. Đây là các con số được tổng hợp từ các nền tảng console và PC. Đội ngũ làm game cũng không quên hứa hẹn rằng đây mới chỉ là sự bắt đầu và sắp tới còn rất nhiều điều thú vị hơn. Trên đây là những tin tức công nghệ mới nhất được cập nhật trong tuần vừa rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Cuối cùng, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Alphard Computer để liên tục cập nhật những tin tức công nghệ mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!